Kính chào quý khán giả đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hầu như ai cũng biết yoga là một phương pháp tuyệt vời giúp kéo dài vẻ đẹp thanh xuân và tuổi thọ. Ngoài ra nó còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời khác. Cho dù bạn là người mới tập yoga được vài buổi, vài tháng hay vài năm thì bạn vẫn nhận được những lợi ích rất thiết thực cho sức khỏe của mình. Càng tập yoga thường xuyên và lâu dài, bạn càng cảm thấy mình khỏe mạnh hơn, trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị những lợi ích của việc tập yoga hàng ngày. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Tập yoga để nâng cao sức khỏe tập yoga mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như tăng sự linh hoạt và sự dẻo dai sức bền cho cơ thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn cải thiện hoạt động của các hệ cơ quan như hệ thần kinh tuần hoàn tiêu hóa thêm vào đó tập yoga còn có tác dụng phát triển các cơ giúp các cơ gián chắc cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng trong học tập công việc và cuộc sống tập yoga hàng ngày còn là liệu pháp tuyệt vời để phòng và chữa bệnh tăng cường sức khỏe các bài tập yoga có những tác dụng như ngăn ngừa các bệnh về xương khớp giảm đau lưng, đau cổ, đau vai, đau nhức các khớp, cải thiện khả năng hoạt động của phổi, ổn định đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Yoga giúp cho tinh thần thoải mái và thư thái. Tập yoga có tác dụng làm dịu tâm trí, mang tới sự điều hòa và điềm tĩnh cho trí óc, giúp tăng cường sự tập trung, trí nhớ trong công việc học tập. Hơn nữa, khi tập yoga bạn được rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, rèn luyện tinh thần giúp bạn giữ bình tĩnh tốt hơn và dễ đối mặt với những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày. Tập yoga còn giúp người tập có giấc ngủ sâu và ngon hơn nên tinh thần cũng hưng phấn và sảng khoái hơn. Đặc biệt, những bài tập yoga là liều thuốc, hiệu nghiệm cho tình trạng stress, căng thẳng, lo âu. Tập yoga có tác dụng giúp bạn chút bỏ những lo toan, phiền muộn trong cuộc sống, giảm lo âu, căng thẳng, mệt mỏi tinh thần. Bạn thấy tâm trí sảng khoái, thoải mái hơn sau mỗi buổi tập và cảm thấy lạc quan, yêu cuộc sống hơn và sống tích cực hơn. Yoga giúp bạn cải thiện được vóc dáng đẹp hơn. Rất nhiều người nghi ngờ hiệu quả giảm cân của yoga khi nhìn vào cường độ vận động và các động tác yoga, nhưng trên thực tế, các động tác với cường độ chậm thường có độ khó gấp nhiều lần các bài tập cường độ nhanh tập yoga đòi hỏi toàn bộ các bó cơ của cơ thể phải hoạt động hết công suất để hoàn thành các tư thế khó cơ hoạt động càng nhiều càng đốt nhiều protein ở cơ khi protein ở cơ cạn kiệt sẽ thúc đẩy nhanh quá trình đốt mỡ và tiêu thụ năng lượng dư thừa nói cách khác yoga là bộ môn hoàn hảo nhất để buộc cơ bắp vận động với người béo các bài tập yoga giúp cơ bắp săn chắc tiêu hao năng lượng thừa nhưng lại không có cảm giác đói, thèm ăn, có chế độ dinh dưỡng khoa học, từ đó cải thiện vóc dáng hiệu quả. Với người gầy, tập yoga có tác dụng tăng cường sự trao đổi chất, kích thích tuần hoàn máu, cải thiện khả năng tiêu hóa, giúp tăng cân hiệu quả và bền vững. Tập yoga thường xuyên giúp gìn giữ tuổi xuân. Các bài tập yoga giúp điều tiết cơ thể, đào thải độc tố ra ngoài, mang lại sự khỏe mạnh cả về thể chất lên tinh thần. Tác dụng cơ bản của yoga là đem đến sự khỏe mạnh từ bên trong, khiến người tập trong lúc nào cũng rạng dỡ tươi trẻ. Tập yoga hàng ngày có tác dụng cải thiện vóc dáng cơ thể, giúp thân hình cân đối, thon gọn và duy trì vóc dáng cho người tập. Thêm vào đó, tập yoga có tác dụng giảm stress, lo âu, giúp tinh thần thư thái, mang đến giấc ngủ ngon, khiến làn da luôn tươi trẻ, ngăn người nám, mụn, vết nhăn. Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ là bí quyết cho phái đẹp gìn giữ sắc đẹp và tuổi xuân. Tập yoga giúp bạn đẩy lùi được bệnh tật. Giống như nhiều môn thể thao khác tốt cho sức khỏe và phòng chống bệnh tật, nhưng yoga còn được biết đến là liệu pháp vàng cho mọi căn bệnh và kéo dài tuổi thọ một cách đáng kinh ngạc. Những động tác nhìn rất đơn giản của yoga kết hợp với phương pháp hít thở riêng cho người tập luyện sẽ giúp chúng ta điều khiển cơ thể một cách linh hoạt nhất. Sau một đến 2 tháng tập luyện yoga giúp điều hòa huyết áp, cải thiện các bệnh về thoái hóa đốt sống và các bệnh về xương, cải thiện chức năng não, phổi, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ổn định đường huyết. Đặc biệt, yoga còn được biết đến là một bộ môn luyện tập hiếm hoi có khả năng làm thay đổi biểu hiện gen trong các tế bào miễn dịch của con người quý vị và các bạn thân mến một thông tin sức khỏe ngày hôm nay của đài phát thanh và truyền hình hương yên xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt